Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Nam Trung Bộ đã khởi đầu năm mới Quý Mão trong thời tiết dễ chịu. Suốt từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết trời nắng mà không nóng. Thời tiết ủng hộ cho các hoạt động vui chơi, chào đón năm mới. Dự báo là ngày mùng 2 Tết thì Trung Bộ sẽ tiếp tục nắng đẹp. Và trong đó thì từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết nhiệt độ là 28 đến 29 độ, khá là dễ chịu. Còn với Thanh Hóa và Vinh thì sáng mai trời có sương mù và mưa nhỏ. Đến trưa chiều thì trời sẽ tạnh ráo với mức nhiệt là 24 đến 25 độ. Còn Huế thì sẽ có nắng từ sớm với mức nhiệt khoảng 27 độ. Đêm mai sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn xuống miền Bắc và sẽ có sự phân hóa thời tiết giữa khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Trong đó thì Hà Nội và Hải Phòng trưa chiều thì sẽ nhiều mây và hửng nắng, buổi sáng thì sẽ có mưa nhỏ. Nhiệt độ toàn miền thì phổ biến là từ 18 đến 23 độ. Riêng với thành phố Điện Biên Phủ, Sơn La hay Hòa Bình thì trời nắng ráo cả ngày, 22 đến 23 độ. Thời tiết ổn định nhất là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai thì dự báo là khu vực này trời nắng không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là 27 đến 31 độ. Trong khi đó thì ở khu vực Nam Bộ thời tiết sẽ nóng hơn. Ở miền Đông Nam Bộ và ngay cả một số điểm ở miền Tây Nam Bộ như Mỹ Tho hay Cần Thơ cũng có mức nhiệt cao là từ 33 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo đêm nay và ngày mai huyện đảo Hoàng Sa mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5. Còn huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông, cảnh báo kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.